công nghệ lọc khí hàng đầu từ Panasonic. Trong đó, Nano của Panasonic là công nghệ lọc khí được đánh giá hàng đầu hiện nay, hiểu đúng về Nano sẽ giúp bạn tối ưu việc sử dụng công nghệ này. Sự khác biệt giữa Nano X và Nano G. Nano X và Nano G đều là những công nghệ lọc khí sáng tạo độc quyền từ Panasonic. Tuy nhiên, giữa hai công nghệ này có những điểm khác biệt về hoạt động, đồng thời đem lại những tính năng riêng biệt để phù hợp với nhiều không gian sống khác nhau. Nano X là công nghệ nano mới nhất của Panasonic, hoạt động dựa trên cơ chế giải phóng các hạt phân tử nước tích điện siêu nhỏ chứa 4800 tỷ gốc OH trên dây xâm nhập sâu vào từng bề mặt, giúp khử ít nhất 5 mùi cơ bản như mùi ẩm mốc, mồ hôi, thuốc lá, mùi thú nuôi và mùi thức ăn. Một điểm mạnh khác của công nghệ Nano X chính là ức chế vi khuẩn và virus bám dính trên đồ vật và không khí. Các phân tử gốc OH kiểm soát và vô hiệu hóa hoạt động của các chất gây dị ứng, phân tử khói bụi, vi khuẩn bằng cách tách hydro của chúng làm thay đổi cấu trúc protein và tạo thành phân tử nước mới giúp trả lại bầu không khí trong lành cho người sử dụng. Bên cạnh Nano X, công nghệ Nano G vẫn được hãng tiếp tục duy trì và phát triển trên các sản phẩm điều hòa. Đây là công nghệ lọc khí, có thể loại bỏ đến 99% phần tử ô nhiễm bay lơ lửng, bao gồm cả PM2.5, những hạt bụi siêu vi mà mắt không thể nhìn thấy, là tác nhân gây nhiều loại bệnh như phổi, đường ruột và ung thư. Khi khởi động điều hòa, bộ cảm biến gắn trên thân máy, dòng Sky Series, sẽ tự động đo lường chất lượng không khí trong phòng. Nếu hàm lượng bụi vượt ngưỡng an toàn, hệ thống lọc khí lập tức được kích hoạt, tự động giải phóng 3.000 tỷ ion âm mang gốc oxy để bắt giữ và vô hiệu hóa các hạt bụi siêu nhỏ, trả lại bầu không khí trong lành. Đối với những phân tử bụi có kích thước lớn gây khó khăn trong quá trình phá hủy, sẽ được đưa đến mảng lọc và cố định tại đây. Với tiêu chí mang bầu không khí sạch trong lành cho ngôi nhà hoàn hảo, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người dùng. Các điều hòa dòng Aero Series và Sky Series năm 2019 của Panasonic đều được trang bị công nghệ tự động lọc khuẩn, khử mùi và làm sạch không khí nano tiên tiến, để mọi ngôi nhà có điều hòa Panasonic thực sự là nơi an toàn cho từng hơi thở của mỗi thành viên. Cách sử dụng nano hiệu quả nhất. Điểm đáng chú ý nhất ở công nghệ nano chính là cơ chế hoạt động hoàn toàn độc lập, người dùng có thể bật riêng chế độ này khi không sử dụng điều hòa để khử mùi, diệt khuẩn cho phòng thông qua phím tắt có biểu tượng nano trên các dòng có nano X và nano G, hoặc chữ nano G, trên các dòng có nano G, trên điều khiển. Việc có thể hoạt động độc lập với chế độ quạt, khiến điện năng tiêu thụ chỉ tương đương với một bóng đèn LED 2 năm nụt, giúp không khí trong nhà luôn sạch trong lành mà vẫn tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, ứng dụng Panasonic Comfort Cloud mang lại nhiều tiện ích, cho phép người dùng kết nối điều hòa với điện thoại thông minh thông qua Wi-Fi. Cụ thể, với một chiếc điện thoại thông minh, Người dùng có thể dễ dàng điều khiển, theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động, điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa từ xa, cũng như điều khiển chung với các thiết bị điện tử khác của Panasonic trong nhà. Công nghệ này cũng cho phép người dùng thiết lập sẵn chế độ điều hòa linh hoạt, phù hợp với người lớn tuổi vốn không thông thạo công nghệ và hay quên. Panasonic Comfort Cloud không chỉ giúp người dùng chuẩn bị sẵn một không gian trong sạch, mát lành và dễ chịu trước khi trở về nhà mà còn cung cấp những trải nghiệm độc đáo với các ứng dụng dụng thông minh. Với công nghệ nano Nhà sản xuất điều hòa không khí hàng đầu thế giới Panasonic không chỉ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe người dùng mà còn mang đến những trải nghiệm thoải mái và tiện nghi nhất. Người dùng có thể lựa chọn tính năng thanh lọc không khí chuyên biệt nano trong 3 mẫu điều hòa Panasonic Aero XU Series, một chiều Z Series hoặc E Series, hai chiều là dòng sản phẩm sở hữu nhiều tính năng cải tiến tối ưu. Dòng điều hòa Panasonic Aero Series chính là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi gia đình. Năm 2019. Panasonic tập trung đẩy mạnh các dòng điều hòa tích hợp sẵn công nghệ diệt khuẩn, khử mùi và lọc không khí tự động, hướng đến việc bảo vệ sức khỏe và nâng tầm chất lượng sống cho người dùng. Sở hữu cả hai công nghệ lọc khí vượt trội Nano G và Nano X, điều hòa không khí Inverter Panasonic Aero Series, dòng 1 chiều XU Series và dòng 2 chiều Z Series, E Series, hứa hẹn mang đến khí sạch sống chất cho người tiêu dùng Việt Nam, vượt trên cả định nghĩa điều hòa chỉ làm mát không khí. Ngoài ra điều hòa Panasonic Aero Series có chế độ bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng xem tại HTTPS trên trên www.panasonic.com trên Việt Nam trên.